nơi sinh hoạt chung của chung cư. Những hình ảnh phản cảm như rác thải, khẩu trang y tế đã qua sử dụng, vứt bừa bãi. Thậm chí có người còn khạc nhổ trong thang máy như thế này, không còn là chuyện hiếm. Chúng tôi hết sức bức xúc và kịch liệt phản đối. Đây là những cái hành vi lây lan nguồn dịch bệnh hết sức nguy hiểm. Cái trường hợp mà ý thức kém đến mức mà khạc nhổ trong thang máy, thông qua trích xuất camera, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh, gửi dữ liệu đến cho các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm. Thời điểm phóng viên ghi hình, người bảo vệ này kiên quyết yêu cầu người ra vào chung cư phải đeo khẩu trang. Nhưng nhiều người vẫn cố tình không chấp hành. Mặc dù ban quản lý chung cư đã bố trí nước sát khuẩn tay và nhắc nhở ngay tại cửa, nhưng rất ít người thực hiện. Mỗi lần mà chúng tôi đi qua những cái khu vực công cộng như là sảnh và thang máy này, thì chúng tôi rất là lo sợ sẽ bị nhiễm bệnh từ những cái người thiếu ý thức như vậy. Ban quản lý chung cư cũng như là các cái cơ quan ban ngành chức năng của thành phố ấy, là cần phải có cái biện pháp gọi là thật là mạnh đấy, để siết chặt lại cái vấn đề mà ra vào không đeo khẩu trang. Đấy, và đối với tất cả những ai mà vi phạm, cả kẻ dân cư hay là khách vào, thì đều có những cái biện pháp xử lý hành chính thật là mạnh mẽ vào. Nếu không mà chỉ nhắc nhở không thôi thì có lẽ là không có hiệu quả đâu. Trên địa bàn thành phố Hạ Long có 17 chung cư cao tầng với hàng nghìn hộ sinh sống. Tại một số chung cư, trong khi nhiều cư dân còn chủ quan lơ là, thì việc lưu giữ thông tin, khai báo y tế và đo thân nhiệt đối với khách đến thăm thân cũng chưa được thực hiện chặt chẽ, không đảm bảo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Và trong thời gian tới thì thành phố tiếp tục tăng cường cái chỉ đạo đối với ban chỉ đạo cấp cơ sở nơi có các cái nhà trọ, các cái chung cư là tiếp tục tăng cường cái công tác kiểm tra, kiểm soát, nêu cao cái vai trò của ban quản trị khu chung cư trong cái việc mà kiểm soát người ra vào trong khu chung cư, lưu giữ thông tin, đo thân nhiệt và yêu cầu người ra vào khu chung cư thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K. Đồng thời với đó là những cái trường hợp mà vi phạm thì phải xử lý nghiêm. Cùng với sự nỗ lực của chính quyền và các cơ quan chức năng, thì để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, ý thức của chính mỗi người dân vẫn là quan trọng nhất. Đặc biệt là những nơi tập thể như là các chung cư cao tầng. Chỉ cần có một vài cá nhân lơ là chủ quan trong phòng chống dịch, thì sự an nguy, an toàn của cả cộng đồng vẫn còn tiếp tục bị đe dọa bởi dịch COVID-19.